Chào mừng anh em đã đến với kênh của Minh Chiến âm thanh bài Bình Định. Sau đây em sẽ test cho các bác nghe cách âm của Acouphay, dòng Acouphay Y305. Thì em có về con Acouphay này thì rất là đẹp nha. Con này thì giá 41 triệu 500 nha anh em. Rất là mới luôn. Mạch vàng gold rất là đẹp. Con này rất là vàng. Thì xin mời anh em nghe một ca khúc. Em nghe nhạc mạng nha, cho nó tiện. Rồi, anh em chờ xí em sẽ bật bài hát cho anh em nghe. Thì nên là thích sản phẩm này thì liên hệ cho em nha, qua hai số điện thoại trên 41 triệu 500, em bao ship toàn quốc cho các bác nha. Tiếng Acouphay nó rất là đầm, nhẹ nhàng. Đánh những lô tăng noi, CBL thì anh em nghe nhẹ, nhẹ nhàng, tiếng rất là sạch nha. Nhạc mạng mà nó cũng dập á anh em à, không. Nhạc mạng nó yếu anh em, tiếng lúc đứng lúc dập. Rồi, anh em nào thích sản phẩm này thì liên hệ cho em những con amply Acouphay Y305 thì nó đánh lo rebel tăng noi và những dòng lo châu Âu cao cấp rất là hay nha.